Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Mời quý vị theo dõi. Mới đây, một quan chức cao cấp giấu tên của chính quyền Tổng thống Biden cho biết Washington muốn Ukraine hạ độ tuổi động viên từ 25 hiện nay xuống 18 nhằm mở rộng nhóm nam giới trong độ tuổi chiến đấu để khắc phục tình trạng thiếu binh lính. Vị quan chức này cho biết, phép tính thuần túy về tình hình hiện tại của Ukraine cho thấy cần thêm quân cho chiến trường. Hiện nay, Ukraine không huy động hoặc huấn luyện đủ quân để thay thế tổn thất trên tiền tuyến, vì thế không thể theo kịp quân đội Nga ngày càng lớn mạnh. Khi thời gian không còn nhiều, chính quyền Mỹ vẫn tiếp tục nỗ lực để Ukraine có những vũ khí cần thiết và yêu cầu phải tăng quân số lên đáng kể nếu muốn tiếp tục cuộc xung đột với Nga. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng Sin Savet cho biết, chính quyền Mỹ sẽ tiếp tục gửi vũ khí cho Ukraine, nhưng tin rằng nhân lực là nhu cầu cấp thiết nhất mà Ukraine đang cần vào lúc này. Ukraine cần thêm khoảng 160.000 quân để đáp ứng nhu cầu chiến trường, nhưng chính quyền Mỹ tin rằng con số phải nhiều hơn thế. Ukraine hiện có hơn 1 triệu người mặc quân phục, bao gồm cả lực lượng vệ binh quốc gia và các đơn vị khác. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng đã nghe được những lo ngại từ các đồng minh phương Tây rằng Ukraine đang gặp vấn đề về quân số chứ không phải vấn đề vũ khí. Các đồng minh châu Âu nhấn mạnh việc thiếu binh lính khiến Ukraine khó có thể tiếp tục chiến dịch ở tỉnh Kursk của Nga. Tình hình ở Kursk trở nên phức tạp hơn nữa khi hàng nghìn quân lính Triều Tiên đến đó để hỗ trợ Moscow giành lại vùng đất mà Kiev đang kiểm soát. Các quan chức Mỹ thừa nhận rằng nếu chính quyền ông Zelensky hạ tuổi tuyển quân, nó sẽ gây căng thẳng về mặt chính trị. Ukraine đã thảo luận về phương án có các ưu đãi cho những người trẻ tuổi đăng ký tham gia chiến dịch tuyển quân không bắt buộc, một quan chức khác cho biết. Theo một nguồn tin của Bộ Quốc phòng Đức, đằng sau hậu trường, Berlin cũng đã kêu gọi Ukraine hạ độ tuổi huy động. Ngoài ra, trong diễn biến căng thẳng đang bùng nổ, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev không loại trừ khả năng Moscow sẽ phải tấn công các căn cứ quân sự của NATO trong trường hợp gia tăng căng thẳng vì việc sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây chống Nga. Ông Medvedev nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Al arabia rằng nếu xung đột phát triển theo kịch bản gia tăng căng thẳng, không thể loại trừ bất cứ điều gì vì các quốc gia thành viên NATO thực sự đã tham gia hoàn toàn vào cuộc xung đột này. Ông Medvedev có phát biểu trên khi nhận được câu hỏi liệu Nga có thể tập kích các trung tâm quân sự ở Romania và Ba Lan hay không, nếu các tên lửa tầm xa ở phương Tây sản xuất vẫn tiếp tục được sử dụng để nhắm vào nước này. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga lưu ý, các quốc gia phương Tây đang chiến đấu vì phe Ukraine không chỉ bằng cách chuyển giao vũ khí và cung cấp tiền tài trợ mà còn trực tiếp đối đầu với các lực lượng Moscow khi cung cấp thông tin mục tiêu trên lãnh thổ Nga và kiểm soát các tên lửa của Mỹ và châu Âu. Ông Medvedev nhận định, ngay cả khi kịch bản khó khăn và buồn nhất cũng có thể xảy ra. Chúng tôi không muốn kịch bản như vậy. Chúng tôi đã nói đi nói lại điều đó nhiều lần. Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng hòa bình này phải tính đến lợi ích của Nga. Đài CGTN của Trung Quốc vừa qua đưa tin, Quân đội Nga đã tiến vào trung tâm thành phố Kurakhov, có tầm quan trọng chiến thuật, nằm cách thành phố Donetsk 46 km. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận, vị thế của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kurakhov đang rất khó khăn, kéo theo mối đe dọa gia tăng đối với Zaporizhia. Theo truyền thông Nga, việc giành được quyền kiểm soát Kurakhov sẽ mở rộng đáng kể không gian cơ động cho quân đội Nga, tiến đánh các địa bàn ở Zaporizhia. Trước đó, chuyên gia quân sự Julian Rocker của tờ Bill, Đức, cập nhật về tình hình tại khu vực mặt trận Nam Donetsk thông qua một bài đăng trên trang cá nhân. Làm thế nào mà chỉ 10 binh sĩ Nga đã có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine ở trung tâm Kurakhov? Tôi thực sự không thể lý giải nổi điều này. Nếu các vị, tức Ukraine, không muốn quân đội của mình chiến đấu trực diện để bảo vệ thành phố chiến lược, thì đơn giản cứ đầu hàng hoặc thỏa thuận về việc đầu hàng. Theo tờ RG của Nga, những diễn tiến này là do các đơn vị tác chiến ukraine đang rút chạy hàng loạt khỏi kurakhov nguồn tin an ninh nga cho hay quân đội ukraine đang gia tăng đáng kể các nỗ lực rút chạy khỏi kurakhov tại một số điểm tình trạng này đang diễn ra hàng loạt những lưu ý rằng hiện không còn lối thoát an toàn để lực lượng ukraine rút khỏi kurakhov nữa nguồn tin cho biết thêm họ đang cố gắng trong tuyệt vọng để thoát ra ngoài dọc theo con đường duy nhất tiếp cận được nhưng lại bị lộ nguồn tin giấu tên cho biết những dữ liệu được chúng tôi thu thập cho thấy phía đối phương đã cho lui lực lượng của họ khỏi khu vực đô thị phát triển ở trung tâm Kurakhov, nơi có những tòa nhà cao tầng. Binh sĩ Ukraine đang chia thành nhiều nhóm nhỏ để di chuyển về nhà máy sản xuất ống thép, nơi họ thiết lập nhiều vị trí phòng thủ. Cũng theo nguồn tin này, phía Ukraine cũng đang cho rút một phần binh sĩ khỏi Kurakhov thông qua một con đường ở phía tây thành phố này. Hiện chỉ có một con đường duy nhất để từ Kurakhov rút chạy về phía tây, nhưng con đường này đang nằm dưới sự kiểm soát hỏa lực của pháo binh và máy bay không người lái UAV Nga. Do đó, các nhóm binh sĩ Ukraine rút chạy đã phải hứng chịu tổn thất. Đáng lưu ý, quan chức cấp cao của chính quyền khu vực Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, Vladimir Rogov cho biết, bước tiến ở Kurakhov đã cho phép lực lượng Nga đột phá vào khu vực Velika Novosenka, nơi có một trung tâm chỉ huy và hậu cần lớn của quân đội Ukraine. Theo đại tá về hưu Nga, Anatoly Matvichuk, quân đội Nga đã đánh bật được lực lượng Ukraine ra khỏi Kurakhov nhờ chiến thuật bao vây sườn. Theo hãng tin Reuters, ngày 27 tháng 11, lực lượng Nga đang tiến vào Ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ khi bắt đầu kế hoạch quân sự. Họ đã giành quyền kiểm soát khu vực có diện tích bằng một nửa thủ đô London của Anh chỉ trong tháng qua. Bên cạnh đó, theo ước tính của kênh phân tích Deep State có mối liên hệ với quân đội Ukraine, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát 600 km vuông lãnh thổ Ukraine trong tháng 11. Lực lượng tiến công của Nga chủ yếu tập trung ở Donetsk và đang tiến quân mạnh mẽ ở Kurakhov, cũng như về phía Pokrovsk. Theo các nhà phân tích, lực lượng Nga gia tăng bao vây các địa bàn, sau đó tấn công dữ dội vào quân đội Ukraine bằng pháo binh và bom lượn. Hãng tin RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay không người lái UAV trinh sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại khu vực làng Yunakivka thuộc tỉnh Sumy đã phát hiện nơi tập kết của một số đại đội Ukraine. Sau đó, hai quả tên lửa được phía Nga nã vào vị trí quân đối phương. Theo thống kê sơ bộ, phía Ukraine tổn thất gần 50 binh sĩ và 12 phương tiện chiến đấu sau vụ tấn công. Theo thông tin từ trang quân sự Voenronika.ru, quân đội Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander trong vụ tập kích lần này. Được biết, vị trí làng Yunakivka ở tỉnh Sumy nằm cách biên giới Nga-Ukraine chưa đến 5 km về phía Tây. Hiện quân đội Ukraine chưa bình luận về đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố. Truyền thông Nga đã đăng video từ UAV chính sát đang theo dõi điểm tập kết của lữ đoàn số 27 Ukraine gần khu dân cư Yunakoka ở tỉnh Sumi, phát hiện nhiều xe cơ giới phân tán quanh các ngôi nhà trong khu vực. Chưa rõ đây là lữ đoàn độc lập số 27 thuộc vệ binh quốc gia Ukraine hay lữ đoàn pháo phản lực số 27, đơn vị sở hữu các tổ hợp HIMARS do Mỹ viện trợ và đặt trụ sở tại tỉnh Sumi. Một tên lửa Iskander M lao xuống giữa khu nhà và tạo ra vụ nổ lớn. Hình ảnh hiện trường cho thấy nhiều ngôi nhà bị san phẳng, trong khi mảnh văng và sóng xung kích từ đầu đạn Iskander M gây hư hại cho các công trình, phương tiện gần đó. Một đám cháy bùng phát sau đó gần điểm nổ của tên lửa nhưng chưa rõ nguyên nhân. Theo các quan chức quân sự Ukraine, lực lượng Nga có hai lợi thế đáng kể trên mặt trận. Thứ nhất, họ có ưu thế trên không, tên lửa dẫn đường được máy bay ném bom Nga bắn ra liên tục ở Sumy và Kursk. Một lợi thế khác mà Nga đang nắm giữ là viễn thông. Các binh lính xác nhận rằng họ không thể sử dụng điện thoại di động vì không có vùng phủ sóng và họ chủ yếu liên lạc bằng bộ đàm. Một trở ngại nghiêm trọng khác đối với Ukraine là quân đội của họ không thể sử dụng kết nối vệ tinh Starlink trên lãnh thổ Nga, vốn không được kích hoạt để cung cấp tín hiệu trên lãnh thổ Nga. Hiện nay, những trở ngại đối với các mục tiêu của Tổng thống Zelensky là rất lớn, thậm chí còn lớn hơn sau chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Vừa qua, Bộ Quốc phòng Nga công bố video của xe chiến đấu BMPT Terminator trong điều kiện chiến đấu theo hướng Kurakhov với sự trợ giúp của một UAV, các trinh sát Nga đã phát hiện ra một cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine, AFU. Sau đó họ chuyển dữ liệu cho một đơn vị tấn công được tăng cường thêm hai xe tăng T-80BV. Khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu được giao, các xe tăng trên được xe chiến đấu Terminator BMPT hỗ trợ. Chỉ huy của xe chiến đấu có biển danh Kaluga cho biết, Terminator được trang bị hệ thống phát hiện mục tiêu. Khi phát hiện đối phương, hệ thống sẽ bắt đầu phát ra tín hiệu âm thanh, trong khi kíp lái bắn đạn khói để ngụy trang và hạ mục tiêu. Theo chỉ huy trên, Hiện tại nhiệm vụ chính của kíp lái BMPT Terminator là tấn công loại bỏ bộ binh, đồn lũy và các đoàn xe yểm trợ của đối phương. Xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng Terminator được chế tạo trên khung gầm của xe tăng T-72, có tháp pháo điều khiển từ xa. Vũ khí chính bao gồm hai pháo tự động 30mm, tốc độ bắn 12 phát một giây và bốn ống phóng tên lửa dẫn đường chống tăng. Một số phiên bản có thêm một cặp súng phóng lựu tự động 30mm. Với tầm bắn hiệu quả 2000m, pháo tự động có thể tấn công các mục tiêu trên không như UAV, và các mục tiêu trên mặt đất. Tên lửa dẫn đường Atakat có tầm bắn sáu 000 m bắn đạn chống tăng hoặc đạn nhiệt áp, có sức công phá mạnh. Lớp giáp của BMPT được thiết kế để bảo vệ tối đa cho các hoạt động chiến đấu trong khu vực đô thị và chống lại vũ khí chống tăng như súng phóng lựu chống tăng RPG hoặc tên lửa chống tăng tầm ngắn có dẫn đường. Khả năng bảo vệ của BMPT vượt trội hơn so với nhiều xe tăng chiến đấu chủ lực khác do được trang bị lớp giáp toàn diện và mạnh mẽ. Nhờ động cơ diesel V92S2 lên tới 1.000 mã lực, BMPT Terminator có thể di chuyển với vận tốc 65 km/h và phạm vi hoạt động đạt hơn 550 km. Kíp chiến đấu của xe có 5 người. Tuy vậy, xe cũng có một số hạn chế nhất định. chẳng hạn như trực tiếp sử dụng khu ngầm xe tăng chiến đấu chủ lực, sử dụng động cơ phía sau nên nó không thể chở bộ binh tham chiến. Trên chiến trường, BMPT Terminator cũng cần được hộ tống bởi bộ binh hoặc xe bọc thép chở quân. Trích khuyến nghị về chính sách được thông qua sau phiên họp thường niên của Đại hội đồng nghị viện NATO đại hội đồng yêu cầu các chính phủ và quốc hội của liên minh bắc đại tây dương tăng gấp đôi nỗ lực giúp ukraine đạt được tư cách thành viên đầy đủ càng sớm càng tốt bằng cách đẩy nhanh quá trình hội nhập vào nato theo sputnik các khuyến nghị được công bố đã thúc giục các đồng minh sử dụng tối đa các dạng thức hợp tác song phương hiện có kể cả hội đồng nato ukraine và trung tâm đào tạo giáo dục cũng như thành lập một phái bộ của liên minh tại ukraine tài liệu cũng kêu gọi ủng hộ kế hoạch chiến thắng của tổng thống ukraine volodymyr zelensky và tăng cường hỗ trợ quân sự cho đất nước của ông trong cuộc xung đột với Nga. Trích tuyên bố chung của Đại hội đồng nghị viện NATO, Đại hội đồng khuyến khích xây dựng tại hội nghị thượng đỉnh tiếp theo ở Hà Lan một cách tiếp cận chiến lược chung đối với Nga, tập trung vào việc chuẩn bị đầy đủ cho liên minh để kiềm chế và chống lại các hành động của Nga trên mọi phương diện, dù là thông thường, lai ghép hay hạt nhân chiến thuật. Cơ quan này cũng kêu gọi duy trì các nỗ lực nhằm làm suy yếu Nga, bao gồm cả việc tăng cường các lệnh trừng phạt cũng như công nhận quyền của Ukraina trong việc tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp ở xứ sở Bạch Dương. Ukraine từ lâu đã theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên của Liên minh NATO. Kiev thậm chí đưa điều này vào hiến pháp. Ukraine chính thức nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022, 7 tháng sau khi Nga bắt đầu kế hoạch quân sự. NATO đã cam kết đưa Ukraine vào liên minh từ năm 2008, phớt lờ cảnh báo của Nga rằng Moscow coi đề xuất này là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Theo các quan chức Nga, xung đột Ukraine nổ ra phần lớn do khối quân sự này tìm cách kết nạp Kiev Mặc dù cựu tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và một số thành viên của liên minh đồng ý rằng Ukraine sẽ trở thành một phần của NATO, song Kiev vẫn chưa được đưa ra một thời gian biểu cụ thể cho việc gia nhập. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bế tắc này là do cuộc xung đột Nga-Ukraine chưa đến hồi kết. Vào tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Ukraine sẽ không thể gia nhập NATO nếu cuộc xung đột với Nga chưa chấm dứt. Ông Zelensky cũng tuyên bố rằng lời mời chính thức gia nhập NATO là cách duy nhất để Ukraine có thể tồn tại sau cuộc tấn công của Nga và động thái này sẽ buộc nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Trong bối cảnh Moscow đang giành được nhiều thành quả trên chiến trường, một số cơ quan truyền thông và quan chức phương Tây đã gợi ý rằng Ukraine nên nhượng bộ Nga về lãnh thổ để đổi lấy các đảm bảo an ninh. Ukraine đã nhiều lần từ chối bất kỳ đề xuất nào ngoài việc quay trở lại biên giới năm 1991, điều mà Nga coi là ảo tưởng. Moscow đã yêu cầu Kiev thừa nhận việc mất năm khu vực đã xâm nhập vào Nga sau các cuộc trưng cầu dân ý, đồng thời cam kết duy trì trung lập về mặt quân sự như một điều kiện cho lệnh ngừng bắn